Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Xin kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình tập đọc và hát thánh nhạc Latin trên kênh YouTube Petrus Quang. Trước khi bắt đầu thì chúng ta cùng cầm lòng đọc kinh dâng lên công việc làm của chúng ta cho Chúa. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hôm nay chúng ta tập hát một cái bài để tôn vinh Đức Mẹ. Bài đó là bài Salve Mater, tức là nó cũng chúng ta đã hát cái bài Salve Regina rồi, lạy nữ vương rồi. Và bây giờ thì chúng ta là lạy mẹ của lòng thương xót, Salve Mater. Chúng ta bắt đầu nha. Salve Mater. Misericordiae. Mater Dei. Et Mater Veniae. Kính chào mẹ rất nhân từ, hay là mẹ nhân lành cũng được ha. Là mẹ Thiên Chúa, Mater Dei, là mẹ hay khoan dung tha thứ, tiếng Anh là Hail, Mother of Mercy. Mother of God. And Mother of Pardon.
une fable, la Salut Mère de Miséricorde. Mère de Dieu, et Mère du pardon. Chúng ta biết cái chữ Salve là kính chào. Salve Regina, kính chào nữ vương. Còn đây là kính chào mẹ. Mater, mẹ, mẹ. Pater là cha. Misericordiae là misericordia, là lòng thương xót, mẹ của lòng thương xót chúng ta, đây là mẹ rất nhân từ là cũng được rồi. Mater Dei, chúng ta biết chữ Deus là Thiên Chúa, mẹ của Thiên Chúa. Et Mater Veniae, chữ Veniae đây là Venia, là tiếng Pháp thì là pardon, tiếng Anh là pardon, là lòng thương xót, là lòng tha thứ, sự tha thứ, mẹ của sự tha thứ. Chúng ta dịch tiếng Việt và chúng ta nói cho nó dài dài ra nghe cho êm lỗ tai chút. Mẹ hay khoan dung tha thứ. Đấy. Chữ Venia tức là bởi chữ Venia. Venia tiếng Latin có nghĩa là sự tha thứ. Thấy không? Mother of pardon. Mère du pardon. Tiếng Pháp. Tôi tiếp. Mater spei et mater gratiae. Et mater gratiae. Mater plena. Sancte laetitiae. O Maria, Mater Spei et Mater Gratiae, Mater Plena Sancte Laetitiae, O Maria. Tiếng Anh là Mother of Hope. Hãy xin lỗi tiếng Việt trước. Mẹ nguồn cậy trong. Mẹ nguồn ân phúc. Mẹ đầy niềm hỷ quang thánh thiện. Ôi Maria, tiếng Anh là Mother of Hope. And Mother of Grace.
Mare full of. Full of holy joy. O Maria. Tiếng Pháp là Mère de l'Espérance. Mère de l'espérance et mère de la grâce. Mère remplie de sainte joie. Ô Maria, ô Marie. Ô Maria, chúng ta thay thế tiếng Latin ô Maria. Chữ spe chúng ta thấy là niềm hy vọng. Tiếng Latin nó là thường thường người ta cho một cái chữ và nó cho tôi cũng từng nói rồi. Ví dụ như chữ space thì người ta cho bây giờ space space. Đó, là cái từ cái chỗ này mà nó chia ra ca, tức là hoặc là bổ túc từ danh từ, bổ túc từ cho động từ, hoặc là chỉ nơi chốn vân vân, thì cái phía sau này nó sẽ từ cái chỗ này nó ra, mà nó ra cái tất cả các ca khác. Mẹ cái này là genitive, tức là thì mà bổ túc nghĩa trong cái danh từ. Mater spei, tức là mẹ của lòng thương xót. Et mater, mẹ của ân sủng, gracia, gracia. Tiếng Latin là chúng ta sẽ có cái chữ gracia. Tiếng Tây Ban Nha cũng gần như có cái chữ này, tức là gracias, tức là cảm ơn đó. Mater plena, tức là mẹ đầy. Chữ plena, tiếng Pháp là pla, plen, đầy. Nó là số giống cái cho nên là plena. Chữ chánh là plenus. Mẹ đầy. Laetitia là Laetitia là niềm vui. Sanctus, sancte là thánh thiện. Mẹ đầy niềm vui thánh thiện. Ôi Maria. Full of holy joy. Plena sancte Laetitia, tức là full of Laetitia. Laetitia là joy. Sancte là holy. Mais rempli de sainte joie, tức là niềm vui thánh thiện. Tiếng Việt cũng là đầy niềm hỷ hoan thánh thiện. Ôi Maria, tôi xin đọc lại. Mater spei et mater gratiae. Mater plena sancte laetitiae. O Maria. Chúng ta đọc lại từ đầu. Salve mater misericordiae. Mater Dei et Mater Veniae. Mater Spei et Mater Gratiae. Mater Plena Sancte Laetitiae. O Maria. Tôi đọc lại lần thứ hai. Sanve Mater Misericordiae. Mater Dei et Mater Veniae. Mater Spei et mater gratiae, mater plena, sancte laetitiae, o Maria. Tôi đọc lại lần cuối. Salve mater misericordiae, mater dei et mater veniae, mater spei et mater gratiae, mater plena,
Sancte Laetitiae, O Maria. Như vậy là chúng ta vừa tập đọc xong cái phần đầu của bài Salve Mater. Salve Mater này gồm có phần điệp khúc và các phiên khúc ở lần tới. Cái clip tới thì chúng ta sẽ tập đọc phiên khúc 1. Lần tới thì chúng ta sẽ tập hát cái này. Rồi sau chúng ta sẽ tập phiên khúc 1, rồi phiên khúc 2, phiên khúc 3, 4 vân vân. Thì đây là cái nó gọi là điệp khúc, em. Cho nên là chúng ta vừa tập đọc xong phiên khúc điệp khúc chưa? Thì lần tới, kịp tới chúng ta sẽ tập hát cái bài này. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để cùng chúng tôi tập đọc cái phần điệp khúc của bài Salve Mater. Xin cảm ơn và kính chào quý vị.